bị răng ô mang cắn là nếu nay nữa là cô chết một năm mấy rồi. Ồ, răng ô mang cắn sao cái tay nhỏ xíu vậy bà? Đâu có, nó nuốt một khúc đây luôn. Ghê gì? Nó nuốt một khúc đó luôn. Ồ, bây giờ cái ngón tay y như rắn hổ mang là bà lọc qua đây con coi cái. Y như con hổ mang á. Y chang như hổ mang luôn. Là nó nuốt cái tay bà luôn hả? Nó nuốt luôn rồi, từ cái ngày con rắn nó bị cắn, nó cắn cô là con bắn cắn bà lại giờ bà giảm sút luôn luôn. Đây đây quay qua đây coi hai dấu răng nanh của nó nè. Nó rất cái cục thịt ở đây á. Rõ. Hai cái răng nanh. Vậy là nó nuốt bà lúc đó là bà nhờ thầy nào cứu bà được hay à? Rồi hôm nay con vô con thăm bà rồi bà có cái cần sự giúp đỡ gì ở con thì bà cứ nói, con giúp được gì thì con cứ giúp. Thì nếu con giúp được cái gì thì cả đó là bà cũng hy vọng rồi đó. Nhưng mà nhà nước là có thể ví dụ như con nhà cô như nhà của bà như vậy thì có thể con giúp được cái gì là con giúp cho bà, ví dụ có thêm á thì bà vô vệ sinh ở nhà nước. Chứ chắc từ giờ Tết nếu mà có cái gió mạnh cái bão chắc nó sập rồi. Đúng. Đó thì cái ước mơ của bà là có một cái nhà thì hy vọng là không biết là có anh chị Mạnh Thường Quân đồng cảm thì giúp đỡ bà. Hôm bữa con có quay video cũng có một số anh chị Mạnh Thường Quân đã gửi cho bà tiền. Thép xin phép đọc to luôn. Anh Khang 1 triệu đồng. Anh Nhân 500 ngàn, cô Ba 5 triệu, chị Oanh ở Mỹ 200 đô, 200 đô là 4 triệu 6, 50 ngàn. Cô Hứa Diệu Đông ở Canada 1 triệu, để thép tổng số tiền là bà nhận là bao nhiêu ta? 12 triệu 150 ngàn. Thì cô giờ còn đếm tiền 12 triệu 150 ngàn, 1 triệu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hai cái này cái nào đẹp? Mình mua cái nào để vào thăm bà lão bị rắn hung mang cắn, làm quà cho bà nhà mới. Cái này đẹp này không? Đây đẹp mà nhỏ hơn cái này đúng không? Đúng rồi, cái này nếu mà một mình thì anh lấy cái này. Không, nếu mà nấu ăn cho khoảng cỡ 3 người lận. Anh lấy cho em cái này nha, cái này đẹp không? Ok, tiêu chuẩn châu Âu. Lấy cho em cái này. Tới chỗ rồi. Ô bà ơi bà. Bà làm gì vậy bà? Mình bán bay cho mình. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Đây là bà lão bị rắn hổ mang cắn. Mấy tháng trước Thép cũng đã quay video với bà. Cách mấy tháng trước rồi thì bà cũng mới xây nhà, mình vào mình thăm hỏi thăm sức khỏe của bà. Xây xong chưa bà? Giờ đi xuống. Ê, mời khán giả xuống nhà. Đây. Mời khán giả xuống thăm nhà bà. Gần xong rồi không bà? Vậy là xong rồi. Thì đó, vậy là xong á. Vậy là xong. Nhờ chú thợ, chú gồng tiền tôn này. Dạ. Rồi tiền thợ này, rồi tiền cửa này. Cái biệt thự này xây xong là tổng bao nhiêu tỷ bà? Không biết đâu, hỏi chú thợ. Chú cái nhà này xây mấy chục tỷ chú? Tổng tỷ 2. Tỷ 2 hả? Kinh thương. Xây tới tỷ 2 luôn. Này bà làm cái móng này tại vì mà các Mạnh Thường Quân nói với bà là mong làm móng cao, bà đi ra đằng sau mới thấy được cái móng. Còn ở đây là quét cái này rồi. Cái nhà này bà tính sơ sơ cũng cỡ trăm, cỡ 120 trên gì đó.
trên 120 triệu luôn. Đó đó. Ủa. Tại nói nằm cái móng là của nhà nước cho rồi. Dạ, đó. Đúng rồi, đúng rồi. Cái móng là của nhà nước cho. Nhưng cái nền này có nhà nước cho là vừa đủ á. Dạ. Nhưng mà bà là không có tiền mà ông thợ là gồng 40 triệu đó. Dạ. Ủa, gió quá bà. Đó 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 là cái móng này ở dưới đất nó hai cái là đổ lên tới đây. Dạ. Đây vậy. Nhà bà có một cái điều rất là lạ nha mọi người. Ở sau nhà bà có một cái mộ mà của ai bà biết không? Bà biết của ai không? Biết, nhưng mà người ta hàng năm người ta tới người ta giải mộ. Người ta cúng hả? À. Kệ nó, ở đây mình đó, thắp nhang rồi cho người ta. Đó bà dọn dẹp sạch sẽ. Thắp nhang người ta phù hộ mình chứ đó. Gì đâu. Thì phù hộ cho nên khán giả mới cho mà tiền bạc nhà. Lúc trước bà ước có cái nhà nên thế cũng có đã kêu gọi Mạnh Thường Quân giúp đỡ bà không được đâu, được mười mấy triệu mà. Mấy triệu. À. Một lần 2 triệu, một lần 10, một lần 2 triệu 3, một lần 12 triệu mấy trăm á. Dạ. Đó. Rồi bà cũng nhà nước cho bà nhiêu? Cô quên nhà nước đó là coi như cho mà chưa có đưa. Ủa? Kỳ vậy ta? Không hiểu. Cho hiểu. Mà chưa đưa tiền đâu bà có. Rồi gần ông chú thợ ông gồng này. À. Ông chú thợ ông gồng với lại con cho là 10 chạy ra 14 triệu mấy rồi phải không? Đâu phải con cho Mạnh Thường Quân cho. Đó, rồi thì cho. Mạnh Thường Quân cho. Rồi cô Việt Thảo cho 2 triệu. Dạ. Rồi bạn cô Việt Thảo cho 1 triệu. Dạ. Rồi cái cô kia cho 500. Dạ. Ủa. Còn thiếu thì cô mượn, còn bà mượn, còn ông chú thợ là ông gồng là 40 triệu ổng này. Ông chủ thầu tốt dữ ta. Thì nhà nước chưa đưa giờ ổng khởi gồng. À vậy là ổng đâu, ổng đâu? Nếu như mà giờ tính ra là trừ cái tiền nhà nước ra là cô thiếu cái tiền của ông thầu lãnh á. Dạ, là ổng đâu, ổng có đó bà. Ổng đó. Ờ phải vô cảm ơn ổng chứ thì... tốt dữ ta. Là gặp ông chủ thầu tốt quá mọi người ơi. Mình bây giờ mình bước lên được chưa bà? Chắc được rồi. À, chắc được rồi. Ủa chú đang làm hả? Vô đây Minh. Bên từ thiện hả? Dạ bên từ thiện. À là chú đây là thầu nhà hả? Chú. Bây giờ bà thiếu nợ là thiếu nợ chú á. Chú tốt quá. Thiếu nợ là con cũng định cất cái nhà mà cũng đang thiếu tiền á, bữa nào chú con giỡn á. Cái này là món quà vô tặng nhà mới của bà. À, cảm ơn bà. Cái nồi cung điện kỷ niệm, tặng kỷ niệm. Mình hỏi bà có nồi cung điện không? Bà nói bà nấu củi không? Nấu củi ra cũng đâu có nó đâu. Hồi đó giờ bà đâu có tiền sắm mấy cái món đó. Dạ, bây giờ nên là chia sẻ nó cướp được lần nào đó lần mấy. Dạ, xây cái này cũng 1 tỷ 2 là 120 triệu á các bạn. 1 tỷ 2 là 120 triệu á, thì cũng ok, thì cũng có lót gạch bông rồi thấy không? Ừ. Gạch bông rồi nói chung là cũng ok đó. Tính cả tiền là người này người kia cho, tính tiền nhà nước rồi phải không? Là phải là 80 triệu. Ông chủ thợ gồng nợ của ổng là 40 triệu. Yeah. Ổng gồng nợ, ổng gồng á. Thì tiền thợ rồi tiền đây nè, rồi tiền cửa. Khi nào mà nhà nước đưa tiền bà sẽ trả lại cho ông chủ? Bà nhà nước không, ông chủ thì cái tiền đó hoài lợi, còn bao nhiêu nữa là mua đồ làm này. À. Là tính tiền của nhà nước là mua đồ làm á. À, nhà nước là mua đồ làm. Ừ. Còn tiền ông chủ thợ là ông gồng đó là bà phải đi làm trả. À, phải đi làm. Tiền cửa nè, tiền tôn nè. Dạ. Tiền cửa, tiền tôn. Cửa đâu là nhà nước đưa rồi, ông thì sẽ đưa lại cho ông chủ. À, nhưng mà ông chủ có vậy là ông chủ tốt bụng quá. Là bà thả ra gồng á, ông thợ là ông gồng có 40 triệu. Dạ. Tiền tôn, tiền sắt. Rồi anh đâu? Ở trong đó lạnh quá. Lạnh rồi, đây đó con vô con coi thử phòng nhà bà. À, ở đây là nhà bà chỉ có một cái phòng thôi. Cái phòng này chắc cũng ngang nó cũng chưa tới 3 mét. Tới 3 mét không anh? À 3 mét 2 đúng không? 3 mét 4. 1, 2, 3. Cũng phòng cũng ok. 3 mét 36 hả? Dạ rộng hơn phòng nhà con rồi. Phòng nhà con có 3 mét à. Đó, đi ra đây mà để cho mấy chú thợ làm. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi.
trời gió giá man luôn á, Ninh Thuận giờ này nó gió. Gió quá bà đi nhâm nhựa đâu được. À gió lùm nhâm nhựa không được hả? Đâu không được, tí á. À còn nhà này bà đang ở nè. Anh, hút thuốc không anh? Lâu quá mới gặp anh á. Con của bà. Bữa giờ bà ở đây nửa tháng chưa? Trên rồi chưa? À trên nửa tháng rồi hả? Trên. Con của bà. Bữa giờ sức khỏe ảnh ổn định không bà? Ổn thì cứ uống thuốc là nó phỉ. À. Mà không uống thuốc thì trở lại. Dạ. Đi sao? Cứ sáng uống, chiều uống. Uống là phỉ mà không uống thì trở lại. Con của bà bị bệnh tâm thần mà nhẹ các bạn. Bây giờ cũng hơi ổn mà, hơi ổn định tâm lý rồi. À, gió trời gió quá không biết là thu âm nó có gió hay không nữa. À quên, con quên cái này cái. Gì con? Để con coi. À hôm bữa có cái chị Duyên. Chị Kim Duyên đã gửi cho con 1 triệu để vô tặng cho bà. À, hôm nay vào thăm nhà mới của bà với lại con gửi cho bà 1 triệu của tiền của chị Kim Duyên á. À, gửi tặng cho bà cầm luôn nha bà. Bà cảm ơn cô Kim Duyên tặng cho bà 1 triệu. Dạ. Bà cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Dạ. Thấy bà cũng có nhà cũng rất là mừng luôn các bạn. Lúc trước thì vô cái nhà lụp xụp á, mọi người cũng thấy hả? Nếu mọi người xem video trước rồi là thấy hả? Bây giờ nợ thì nợ, chứ mừng thì mừng. Dạ. Thì cất nhà mà ai cũng nợ. Nợ thì bà nợ, mừng thì mừng. Mừng thì mừng, nợ. Mừng mà nợ, nợ dạ. Thì nợ ông chủ thầu. Rồi hôm ông đâu? Ông mới, bữa nay ông nghỉ, mới có khi đi vô mua thuốc, cái chân bị rút. À, bị rút hả? Bị... chân cái này lên là nó nứt. À, bị rút. Rút, rút à, bị đó, rút hả? Bệnh đó là mình ăn uống dưa đạm nó người ta mới bị mà. Thì không biết rồi, ổng đi làm trong đó rồi ăn trúng cái gì á. Dạ. Đến bị. Dạ. Còn mình ở nhà mình kiên được, còn đi làm đâu có kiên được. Dạ. Người ta cho cái gì ăn đó. Dạ. Mình ra ăn không có được mình nó bị. Dạ. Ừ. Con cũng chúc mừng bà nha. Bà cảm ơn khán giả rất là nhiều. Dạ, bà thấy mọi người thấy không? Bà đi nhặt với chai mà tay chân này bữa nay con vô đỡ này nhăn nghèo hết mấy bữa này nứt đây hết nè. Dạ. Nứt đây cái tay này là lúc trước bà bị rắn hung man cắn à, rồi xong rắn hung man nó cắn sao bà đi nhặt với chai ở trong tiệm xưởng gỗ, rắn hung man nó cắn xong nó vuốt cái tay ra thành không thành phải đâu, không phải vuốt nó cắn nó, xong nó gặm hơn nó sức đây luôn. À rồi tự nhiên bà tưởng nó không ra tội tiết nó ra lại rồi nó thành con rắn hung man luôn, cái tay của bà thành y như con rắn hung man luôn, mọi người thấy không? Bởi vì mình mới đặt cho bà là bà lão nhặt ve chai bị rắn hung man cắn. Đó, rắn hung man cắn nhưng mà bà vẫn nhờ ơn phước lớn nhưng bà vẫn sống được các bạn. Đó. Thì con cảm ơn bà, chúc mừng bà nha. Mà cảm. Thế cũng cảm ơn tất cả Mạnh Thường Quân đã cho tài bà trợ một ít tiền để góp cho bà cất được cái nhà này. Cũng rất là mừng luôn. Thép cũng rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video của Thép. Bây giờ chắc có lẽ xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Bây giờ thế. Bye bye.